chồng đi du lịch bắt bạn ở nhà bạn chịu không? Dạ không. Đó. Tối hùng ha. Tối hùng. Ta tối mình giờ đi. Không. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Có cười quá. Cười quá. Làm tiếp đi. Như vậy là nắm tay đi. Nắm tay cho mắc cỡ, trời ơi gì mắc cỡ liền lên. Thôi mệt quá, kéo màn đi. Hả màn. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Bạn đẹp quá, đầm của bạn xinh quá. Em chào chị Cát Tường, em chào các bạn khán giả, chào anh Quyền Linh ạ. Ừ, chào em tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên Thanh Thủy, năm nay em 24 tuổi. Dạ, hiện em đang là phiên dịch. Rồi, xin mời bạn trai. Chào bạn. Bạn tên là gì? Em tên là Mai Phước Tiến. Mai Phước Tiến? Dạ. Em là Mai Phước Lùi hả? Không. Bạn làm nghề gì? Em làm marketing ngân hàng. Bao nhiêu tuổi? Em 33. 33. Wow. Bạn bên kia 24. Như vậy chúng ta chênh lệch bao nhiêu tuổi nha? Nghĩa là chênh lệch 11 tuổi. Ý Gì dữ vậy? 9 tuổi, 9 tuổi. Làm ngân hàng mà tính hay quá ha. Em xin lỗi, 9 tuổi. Chắc là thấy đối tượng kia bối rối đúng không? Dạ. Thấy rồi mà thấy, chưa có thấy mà. Nghe thôi. Thủy ơi, em có thích lấy người lớn tuổi hơn mình nhiều vậy không? Dạ, em nghĩ là gặp nhau có duyên với nhau thì sẽ được thôi chị. Còn tuổi tác thì không có quan trọng. Nhưng mà lớn hơn mình người ta chín chắn. Người ta ổn định kinh tế, ổn định cuộc sống, ổn định về tư tưởng nữa, người ta sẽ lo lắng cho mình ha. Dạ, chị thấy rồi. Điểm đầu tiên là thấy là thuận lợi rồi đó. Dạ, với người ta nói chồng già vợ trẻ là tiên á chị. Phải không? Vợ già chồng trẻ là điên khùng khùng luôn á. Bây giờ Thủy có thể tự giới thiệu về mình một chút xíu đi. Công việc làm của mình nè, hay là tính cách của mình sao? Dạ, em biết tiếng Anh, hồi xưa thì học đại học. Em tiếng Anh em cũng được thi được TOEIC 800 mấy. Với lại tiếng Nhật thì em cũng đang học. Thấy em rất là dễ thương. Cái style ăn mặc cũng đẹp mà lại nhỏ nhẹ dịu dàng. Mà em nói em làm nhiều công việc rồi nhiều thứ tiếng vậy mà em nói em ế là chị không tin. Dạ, tại vì hồi đó giờ em học xong em đi làm luôn rồi, em không có thời gian em tìm hiểu đối tượng nào hết. Bây giờ đã muốn lập gia đình chưa? Dạ, em cũng hơi muốn rồi. Hơi muốn rồi hả? Dạ. Mà xưa giờ có bạn trai chưa? Dạ chưa chị ơi. Chưa một người nào hết. Dạ đúng rồi. Trời ơi, Tiến ơi, Tiến ơi, Tiến lên đi Tiến ơi. Tiến ơi. Đã chưa? Dạ em từng có. Mấy mối tình rồi? Dạ hai. Tại sao lại chia tay? Từ bé em có một cái ước mơ là được đặt chân đến Tây Tạng. Và cuối cùng em đã thực hiện được ước mơ của em vào tháng 7 vừa rồi. Bạn em không muốn em đi. Đi có dính dáng gì tới cô đấy đâu. Tức là bạn em lúc nào cũng muốn ở kế bên. Em thí dụ giống như là gặp rồi và đi về lúc nào cũng phải nhắn tin cho đến 11, 12 đêm khi nào bạn em ngủ rồi thôi. Ủa mình yêu nhau phải vậy chứ em. Nhiều khi em đi làm về thường 8 giờ là em ngủ rồi. Ngủ sớm như gà vậy? Em ngủ sớm lắm, tại vì sáng là 5 giờ em dậy rồi. Ủa nhưng mà hồi nãy bạn nói bạn thích đi chơi, bạn đi du lịch mà bạn trai, bạn gái bạn không thích là sao? Bạn đi mình hay là bạn dẫn bạn gái bạn đi theo mà bạn gái bạn không thích đi? Em thích đi một mình. Vô duyên vậy? Không chịu là phải rồi. Tại vì em nghĩ là có những nơi mà em đi nhiều khi cái sức khỏe của bạn nữ họ không đi được. Thủy, bạn có khỏe không Thủy? Dạ khỏe lắm chị. Bạn thích đi du lịch không Thủy? Dạ thích. Em đi đâu em cũng đi được hết. Chồng đi du lịch bắt bạn ở nhà bạn chịu không? Dạ không. Đó. Anh ơi dắt em theo với. Đó, trời ơi dễ thương quá đi à. Sao Tiến, trả lời Tiến. Dạ để em suy nghĩ lại. Sao nó thôi. Tại vì em nghĩ là thí dụ như là em mà thích đi mà bạn gái thích đi, thí dụ như sau này vợ chồng cũng thích đi nữa thì bỏ nhà cửa cho ai? Trời ơi. Cây vậy trời. Thôi mâu thuẫn quá. Chuyện nhà cửa đơn giản gửi thôi. Thôi bây giờ trong thời gian suy nghĩ là bây giờ hỏi Thủy nè. Thủy cần cái điều gì ở người đàn ông của mình? Dạ em muốn bạn trai của mình là người chín chắn, thành đạt, chu đáo, biết quan tâm đến người khác. Đi làm về 8 giờ ngủ, rồi đi chơi đi mình. Trời đất ơi. Mà hàng chi ông ba mấy tuổi ông ế là phải rồi ông. Nghe rồi, mẫu người lý tưởng của Tiến thế nào? Thì tóc dài, ít có nhuộm tóc, vui vẻ, ít có càm ràm. Chuyện nấu ăn thì nếu không biết nấu thì em nấu. Mình có ưu điểm gì? Lúc nào cũng muốn làm cho người khác vui. Sao mà vui được?
Em đi không cho tao đi lấy gì vui. Chỗ này lùng mùng nó hoài tới ngày mai luôn bây giờ. Ý em nói là thí dụ giống như trong một cái bàn câu chuyện lúc nào em muốn làm như khác vui á. À rồi khuyết điểm của em tự nhận đi. Khuyết điểm của em là em quá là nóng nảy, khá là gia trưởng. Nghe dưới người ta ồn không? Tôi chưa kịp ồn. Nè bây giờ em thích người thành đạt là thành đạt làm sao? Địa vị một chút. Địa vị là sao? Ví dụ? Dạ nếu mà trưởng phòng phó phòng thì tốt rồi chị. Bây giờ em không thích ở người bạn trai em cái điểm nào? À, nãy giờ nghe anh nói gia trưởng với lại gì em cũng sợ quá. Không biết là có làm khó làm dễ với em không. Ồ, hồi mở màn lên là em phải đích thân em hỏi ảnh cái vụ đó nha. Còn không được thôi mình xù. Trời ơi. Dạ cái này phải hỏi kỹ. Đúng không em? Dạ. Nó xù rồi. Ủa mắc cười quá. Tôi cũng không chịu được nữa. Sao kỳ vậy? Hả? Em chào chị. Tưởng ý đẹp trai muốn nói gì nói hả? Dạ không. Vậy tại sao đi chơi đi một mình? Tại vì em sợ là nhiều khi em đi mấy cái cung nguy hiểm á, sợ bạn gái không có đi được. Mà giờ người ta đi được. Nếu đi được thì đi. Ta đi thôi. Thôi được rồi, cho ta nhìn nhau đi. Khó chịu quá. Không phải. Cô kia lấy chứ bà lấy hả? Không phải. Tưởng là bà lấy gì á, khó chịu ghê luôn á. Bực mình à. Giờ xác định lại nha, em lấy, các tường lấy nha. Ai lấy? Dạ em. Ừ em lấy. Gia trưởng là mai mốt về á, dọn cơm nấu cơm ra ăn, dọn cơm xong là em đứng á, ngồi ăn xong em mới được ngồi ăn á. Thiệt á, hỏi thử đi để mày không. Kéo màn lên, kéo màn lên. Sao? Đó, có 2 phút mà nói gì nói đi nha, tôi không biết nha, đừng đổ thừa tại tôi mai mối nha. Bình tĩnh. Bình tĩnh nha. Đặt ra những câu hỏi, hỏi liền cái vụ gia trưởng sao nè. Dạ, nha. Dạ, nhớ rồi chị. Nhớ không? Dạ. Rồi, 2 phút bắt đầu. Dạ, em chào anh. Anh chào em. Anh có cuốn sách tặng em. Đây là cuốn sách mà anh thích nhất. Dạ em cảm ơn anh. À, thì xưa em có thời gian á thì em cũng hay đọc sách lắm. Nhất coi cái tựa đi, coi cái tựa. Tựa gì? Hãy chăm sóc mẹ. Dạ em. Dạ nghĩ... trưởng nói hỏi cái vụ đó đi, đó liên quan nhau đó. Dạ em nghĩ cuốn sách này rất là có ý nghĩa. À, không biết là anh có thấy là mình chênh lệch nhau 9 tuổi á thì anh có ngại cái chuyện đó không? Anh nghĩ cái điều đó nó cũng không quan trọng. Quan trọng là do cái suy nghĩ của mọi người thôi. Em cũng không thấy ngại gì hết. Nói chung là nếu mà anh nói anh 33 tuổi thì em cũng không tin nữa. Tại nhìn ở ngoài anh trẻ rất là nhiều. Anh có yêu cầu như thế nào? Giống như là em phải nấu ăn giỏi hay là như thế nào? Anh thì nấu ăn đó là anh cũng rất là mong muốn. Nhưng mà nó không phải là cái điều lớn nhất. Bởi vì anh nghĩ là xã hội hiện đại và người phụ nữ cũng bận. Nên anh thấy có nhiều khi người phụ nữ cũng đi làm như đàn ông mà họ về tới nhà rồi. Họ đi chợ rồi về nhà nấu cơm rồi nhắn tin. Ơ anh ơi anh về chưa ăn cơm. Nhưng anh thì anh nghĩ là cái chuyện đó ai có thể chia sẻ được thì cứ chia sẻ. Còn anh thì anh biết làm việc nhà từ bé nên những cái chuyện đó anh có thể chia sẻ được. Em thì hiền lắm, dễ lắm. Anh quen em là anh biết à. Mời dữ vậy trời. Nói chung là em không có ngại đi xa cho nên là đi du lịch anh cứ dắt theo em theo. Em sẽ cố gắng xin nghỉ phép 1 tháng luôn để đi theo anh. Người ta nói vậy mà ông nói không nữa thì tôi giết ông liền luôn á. Để mỗi khi nào mà anh đi chuẩn bị đi anh sẽ báo cho em biết. Dạ. Rồi, được rồi. Báo liền nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3. Mới có 2 à, là cô là cô bấm rồi. Em sao vậy em, nôn nóng dữ vậy em? Hiểu quá rồi hả? Hả? Dạ. Cảm giác bây giờ trong người thấy sao? Dạ em hồi hộp. Ưng bụng chưa? Ưng bụng chưa? Dạ ưng, em nhìn thấy ảnh là em ưng liền. Bạn sao bạn? Dạ. Bạn Tiến? Em cũng vậy. Nhìn thẳng vô, đúng rồi, bạn đừng nói gì đi. Nhìn thẳng vô mắt ảnh dạ, nha. Dạ em cũng nghĩ là 2 phút thì nó quá ngắn. Còn mình còn một cuộc đời dài phía sau nữa thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nhau. Rồi nếu mà hợp thì tiến tới hôn nhân. Bạn nữ có vẻ run quá hả? Nắm tay nhau cái đi bạn, cho tình cảm bạn. Rồi. Anh hôn em được không? Cảm nhận thế nào về nụ hôn đó bạn? Dạ tim đập thình thịch. Đó giờ tôi thấy là toàn là bạn nam đòi xin hôn bạn nữ. Cặp này bạn nữ kêu anh hôn em được không? Thôi ông kia ông suy nghĩ hồi ông gật đầu rồi ông mới hôn. Thôi giờ là bạn nữ hôn bạn nam cái đi. Một. Em hôn được. Em hôn anh được không? Được xong được không được.
bạn rất là dễ thương. Mà bạn có bên đây.